Tặng quà là một nghệ thuật, và người tặng quà dù có là nghệ sĩ hay là không thì cũng không ai muốn bị người mình yêu chê hay là dỗi do lựa chọn một món quà kém duyên hay là kém tinh tế. Thế phải tặng gì để chắc chắn rằng người ấy sẽ cười tươi hạnh phúc đây? Không phải hoa, cũng chẳng phải sô-cô-la, dù là vẫn nên tặng kèm thì hơn đấy. Càng không phải là một bài diễn thuyết về các thể loại ngôn ngữ tình yêu hay là thuyết gắn bó gì ở trong yêu đương. Vậy thì món quà đấy là gì nhở? Một món quà nhưng có thể tặng bất cứ lúc nào, bất cứ dịp nào và còn có khả năng giúp tình cảm của đôi bạn đi lên bền vững. Đó chính là lý do mà chúng mình muốn gửi tới các bạn bài viết Món quà bạn nên tặng người yêu mình dịp Valentine này của tác giả Tú Anh. Thôi không nhiều lời nữa, đi mua quà thôi nào các bạn ơi. Nhắc tới phạm trù tình yêu, có khả năng bạn sẽ quen thuộc với hai khái niệm dưới đây. Đầu tiên là ngôn ngữ tình yêu. Đã bao giờ bạn nghe đến nó chưa? Quay ngược trở lại năm 1992, tức là 2 năm sau khi thế giới biết tới bản đề xuất về World Wide Web, thứ làm tiền đề cho văn hóa hẹn hò qua những chiếc màn hình của chúng ta. Tiến sĩ giáo dục Gary Chapman đã xuất bản một cuốn sách có tên là Năm ngôn ngữ tình yêu. Mặc dù không được viết bởi một nhà tâm lý học, cuốn sách vẫn đem lại giá trị giới thiệu những cái hình mẫu, những ngôn ngữ ngầm chúng ta có thể sử dụng ở trong tình yêu. Năm ngôn ngữ tình yêu ấy cho chúng ta hiểu hơn về cái cách mà một người cảm thấy họ đang được yêu. Để cho dễ hình dung thì trong các ví dụ dưới đây của tác giả Tú Anh sẽ xuất hiện một cặp đôi giả tưởng. Nhưng mà Spider Room xin phép Việt hóa thành Tuấn và Linh cho thân thiện với cả khán giả Việt hơn nhá. Được rồi, cùng xem bạn là người nói ngôn ngữ tình yêu nào thôi. Thứ nhất là ngôn từ đảm bảo. Điều này thì cũng dễ hiểu thôi, nó được thể hiện qua các cặp đôi nói với nhau như là anh yêu em hay là em yêu anh, hoặc là em thật xinh đẹp kể cả khi em vừa ngủ dậy và đầu tóc bù xù, mặt đầy dầu và mụn và chưa đánh răng nên Linh ạ. Thứ hai, dành thời gian chất lượng bên nhau. Điều này thể hiện ở các ví dụ như là Tuấn và Linh cùng nhau đi xem một bộ phim tình cảm ngớ ngẩn và nói về việc tại sao hai con người có thể yêu và sống với nhau suốt 20 đến 30 năm. Thứ ba là việc nhận quà. Cái này thì quá là đơn giản rồi. Nếu mà Linh có ngôn ngữ tình yêu là nhận quà, vậy thì Tuấn cần chú ý để tặng cô ấy một hộp sô-cô-la hoặc là một bộ bút highlight midliner để Linh viết bullet journal nhá. Ngôn ngữ tình yêu thứ tư là hành động giúp đỡ. Có những người lại cảm thấy mình được yêu thương khi đối phương giúp đỡ họ làm những việc như là chăm con, giặt quần áo, lau nhà, thậm chí là mua cho tổ ấm của họ một cái máy xay sinh tố mới để cùng nhau sống healthy chẳng hạn. Cuối cùng là về tiếp xúc cơ thể. Không, bình tĩnh nào, cái này không phải là nói về sex. Những cái tiếp xúc này chỉ nhẹ nhàng, chân thành như là việc nắm tay, ôm, hôn, xoa lưng, vân vân. Nói chung là kiểu chạm vào nhau thật tình cảm như là đặt tay lên tay nhau để chơi cầu cơ ấy. Tôi không biết rõ ngôn ngữ tình yêu cụ thể của Tuấn và Linh là gì, nhưng mà tôi dám chắc nếu Tuấn và Linh sở hữu và sử dụng ngôn ngữ tình yêu bị khác biệt thì hẳn là họ sẽ gặp một số rắc rối đấy. Ok, đấy là khái niệm đầu tiên để bạn biết hơn về cách vận hành của tình yêu nhé. Còn khái niệm tiếp theo đó chính là thuyết gắn bó của John Bowlby khi tuổi thơ là một dấu ấn khó phai. Theo Mark Leo báo cáo vào năm 2017, thuyết gắn bó trong tâm lý học là một khái niệm xuất hiện lần đầu tiên ở trong nghiên cứu của John Bowlby vào năm 1958. Là một nhà trị liệu ở Viện Trẻ Em Child Guidance Clinic in London từ những năm 1930, Bowlby đã quan sát và đúc kết được tầm quan trọng của mối quan hệ giữa đứa trẻ và người mẹ trong việc ảnh hưởng tới sự phát triển về xã hội, cảm xúc và nhận thức sau này, đặc biệt là trong chuyện tình yêu. Theo sau những nhận định của Bowlby, nhà tâm lý học Mary Ainsworth đã thực hiện một nghiên cứu về gắn bó năm 1971 và năm 1978 có tên là The Strange Situation nhằm quan sát hành vi của những em bé từ 1 tới 2 tuổi. Từ những quan sát của mình vào năm 1970, Ainsworth đã kết luận rằng những phong cách gắn bó là kết quả của việc tiếp xúc giữa trẻ với người mẹ. Và đồng thời bà xác định có 3 phong cách gắn bó chính, đó là: đầu tiên là sự an toàn. Trong kết luận này, những đứa trẻ cảm thấy tự tin rằng đối tượng mà chúng gắn bó luôn có mặt để đáp ứng nhu cầu của chúng. Theo Mên và Cassidy lý giải vào năm 1988, những đứa trẻ coi những đối tượng ấy như là một hậu phương an toàn để bản thân yên tâm khám phá môi trường xung quanh, cũng như là chúng sẽ tìm kiếm sự giúp đỡ của đối tượng gắn bó khi gặp khó khăn về mặt cảm xúc. Đối chiếu trong vấn đề tình cảm sẽ là như thế này. Linh có phong cách gắn bó là sự an toàn vì Linh không gặp nhiều khó khăn hay ám ảnh với những thứ liên quan đến sự từ chối. Cô sẵn sàng nói chuyện, trao đổi vấn đề với Tuấn. Cô luôn có mặt những lúc Tuấn cần và cũng không ngại tìm đến anh khi mà cô cần. Tiếp theo là sự né tránh. Bất ngờ chưa, sự né tránh cũng là một phong cách gắn bó. Trong nghiên cứu có những đứa trẻ né tránh không hướng về phía đối tượng gắn bó trong khi chúng đang khám phá môi trường xung quanh. Theo Behrens, Hesse và Mên vào năm 2007, những đứa trẻ này độc lập khỏi đối tượng gắn bó về cả mặt cảm xúc lẫn tiếp xúc thân mật. Quay lại năm 1997, Ainsworth tuyên bố chúng không tìm kiếm kết nối tới những đối tượng gắn bó khi gặp khó khăn về mặt cảm xúc. Có lẽ những đứa trẻ đó được nuôi dưỡng bởi một người chăm sóc không mấy là nhạy cảm và hay từ chối nhu cầu của chúng. Ví dụ như là trong chuyện tình yêu, Linh không hay bày tỏ tình cảm với Tuấn. Cô là một tsundere ngoài lạnh trong nóng. Cô độc lập và tỏ ra không cần Tuấn lắm. Cô không thành thật với những nhu cầu của mình như những mong cầu gần gũi, làm nũng hoặc thậm chí là cô thấy ghê khi mà Tuấn có hành động lãng mạn. Cô sợ nếu mình phụ thuộc quá nhiều vào anh, khi chia tay cô sẽ đau khổ. Thứ ba là sự lo âu. Với những đứa trẻ có phong cách gắn bó này, chúng thường xuyên tỏ ra rất đeo bám và phụ thuộc, nhưng sẽ từ chối đối tượng gắn bó khi mà họ muốn tiếp xúc với chúng. Những đứa trẻ ấy gặp thất bại trong việc xây dựng cảm giác an toàn và bảo đảm đối với đối tượng gắn bó của mình. Như một hệ quả, chúng cũng sẽ gặp khó khăn trong việc rời khỏi đối tượng gắn bó để khám phá môi trường xung quanh. Khi gặp khó khăn về mặt cảm xúc, chúng không cảm thấy dễ dàng được xoa dịu bởi việc tiếp xúc với cả đối tượng gắn bó của mình. Và kết quả này đến từ việc người mẹ tuy vẫn có đáp ứng nhu cầu của chúng nhưng mà không thực sự thường xuyên. Có lẽ bạn cũng sẽ không lạ lẫm với cả phong cách gắn bó này ở trong tình yêu. Linh luôn sợ hãi Tuấn hết yêu mình. Cô sẽ làm đủ trò để cảm nhận được anh ta quan tâm như là tỏ ra quá buồn bã hoặc là quá vui thích. Cô thậm chí là không dám nói ra những cái điều mình muốn vì sợ bằng cách nào đó nó sẽ làm Tuấn hết yêu mình. Lúc nào cô cũng muốn được sự đảm bảo rằng cô đang được yêu thương từ Tuấn. Sau này, đến năm 1990, xuất hiện thêm một phong cách gắn bó thứ tư được xác định bởi Main và Solomon, có tên là sự sợ hãi. Phong cách gắn bó này đến từ quan sát những đứa trẻ đã trải qua quá khứ bị bạo hành. Đây cũng là kiểu gắn bó nặng nề nhất. Những đứa trẻ liên tục lo lắng về việc mình sẽ bị làm hại bởi đối tượng gắn bó. Chúng muốn sự gắn bó, nhưng mà song song, chúng vô cùng sợ sẽ bị đánh đập. Chúng nhìn nhận đối tượng gắn bó vừa như một người có thể mang lại tình thương và vừa có trách nhiệm với sự an toàn của chúng, nhưng lại cũng vừa như một mối đe dọa. Trong tình yêu, đó là khi Linh rất yêu Tuấn, nhưng cô luôn sợ hãi mình sẽ bị làm hại nếu như quá gắn bó với anh, vì trước đó cô đã từng bị bạo hành cả về thể xác lẫn tinh thần. Thế nhưng điều này thì liên quan gì đến món quà mà bạn nên tặng cho người yêu? Có một câu chuyện về Tuấn và Linh như thế này, mà chắc các bạn có thể áp dụng được với những lý thuyết và ví dụ ở trên. Linh đã có một tuần mệt mỏi, cô về đến nhà và thấy chồng mình đang ngồi ở đó ăn phở ăn liền. Em mệt quá anh ạ. Anh cũng mệt, làm việc thì bao giờ chả mệt. Anh không quan tâm em được một tí nào à? Em vừa bị sếp mắng đấy. Thứ hai tuần trước anh cũng vừa bị mắng. Hôm nay anh còn bị thủng lốp xe giữa trời nắng chang chang. Nhưng anh không nói gì để an ủi em à? Em đi làm mệt cả ngày, một câu tình cảm anh cũng chẳng nói. Anh biết em thích nghe mấy câu tình cảm, nhưng mà anh không thích. Em mệt rồi, em đi ngủ sớm đi. Nếu em đau đầu hay là khó ngủ thì hôm nay anh có mua sữa rồi đấy. Em hâm nóng lại rồi uống đi. Tuấn đi vào phòng ngủ, Linh òa khóc vì tủi thân. Sau đó cô nhận ra rằng Tuấn đã giặt đồ, phơi đồ, mua đồ trong tủ lạnh, còn để dành cho cô một chiếc pizza cỡ nhỏ. Bạn có thể nhận ra ngôn ngữ tình yêu và phong cách gắn bó của Linh và Tuấn trong mối quan hệ của hai người chứ? Chắc rồi, và dường như họ cũng biết được điều đó ở nhau. Nhưng mà điều họ thiếu để cảm thấy hạnh phúc và hài lòng trong mối quan hệ này là gì? Điều mà bạn nên dành tặng cho người yêu mình là gì? Đó chính là sự thông cảm. Những lý thuyết, những con số và những nghiên cứu khoa học về hành vi của con người cũng có ích đấy. Nhưng mà không thể nào thay thế được và cũng không thể nào phát huy được nếu không có sự thông cảm. Để thông cảm được với ai đó, bạn phải hỏi, phải lắng nghe và tìm lại trong trí nhớ một cảm giác, một trải nghiệm giống người đó mà mình đã trải qua để hiểu được người đó. Bạn phải đặt cái tôi của mình sang một bên để biết và để hiểu người đó đang thực sự cảm thấy như thế nào. Một người luôn muốn được thấu hiểu, ngay từ những cử chỉ hay là cảm xúc siêu nhỏ bé. Ngôn ngữ tình yêu hay là phong cách gắn bó, nếu như bạn biết về nó rồi, nó sẽ là một bảng tham chiếu để bạn hiểu được mình và hiểu được người ấy. Nhưng mà nếu lấy điều đó ra để làm một cái cớ cho sự thờ ơ thì nó cũng không có tác dụng gì ngoài mớ lý thuyết cả. Sự thông cảm là món quà to lớn và ý nghĩa nhất mà bạn có thể dành tặng cho người yêu, vì nó xuất phát từ việc dành thời gian, công sức và một tình yêu sâu sắc cho người ấy. Trong dịp Valentine này, ngoài việc đọc về 5 ngôn ngữ tình yêu hay là thuyết gắn bó để hiểu về chuyện yêu nhau, bạn hãy quay ra và hỏi người yêu mình rằng điều gì làm họ thấy hạnh phúc, còn điều gì thì không, và bạn có thể làm được gì để họ có được những niềm vui đó. Lắng nghe câu trả lời của họ một cách chăm chú với sự thông cảm và cẩn trọng của mình. Đó chính là lúc bạn đang tặng cho họ một món quà lớn lao. Đến đây rồi thì bạn đã biết phải tặng gì để không bị người yêu mình dỗi chưa? Nếu như mà chưa thì bạn hãy bấm lại ngay cái phút đầu tiên để cùng ôn bài với cả Spiderum nhá. Tình yêu là sự xây dựng của đôi bên, và không gì có thể làm nên một tình yêu bền vững hơn là quá trình cùng vun đắp với cả sự cảm thông và thấu hiểu. Vậy nên hãy tặng cho người yêu mình món quà là sự cảm thông chân thành mỗi ngày, chứ đừng có đợi đến dịp nào nhá. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Mong rằng chúng ta luôn yêu và được yêu thật nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Đây là Spider Room, còn mình là Pinkdot. See ya!